bao bạn rất đủ. Sáu mặt của bộ khuôn này của hoa văn là tùng cúc trúc mai. Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên Yên tiếp tục quay video giới thiệu chi tiết một mẫu khuôn lục giác 60 cm. Đây là toàn bộ 6 miếng của bộ lục giác đây. Hoa văn rất nổi. Sáu mặt của bộ khuôn này có hoa văn là tùng cúc trúc mai và xen thêm nó là hai mặt hoa văn khác nữa. Trên màn hình các bác xem này. Trước đi bộ khuôn này nó chiếu có chân kỷ, hôm nay đã chế thêm chân kỷ nhá. Đây chính là phần chân đây. Phần chân này nó rộng là 25 cm. Nó chân kỷ là 25 cm. Phần cao của chân cũng là 25 cm. Cái chậu này là rộng 60, cao của chậu là 40. Đây như trên này đây, cao chậu 40. Việc tổng thể của bộ này là rộng 60 và cao 65 cả chân. Bác nào có nhu cầu liên hệ với cơ sở khuôn chậu cảnh Tiên theo số điện thoại ở trên màn hình đây. Chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Cảm ơn các bác đã đón xem.